Gợi ý là phải xem ở nhà. Bạn tên là gì nhỉ? Tuấn Anh. À, Lê Tuấn Anh đây. Lê Tuấn Anh đây đúng không? Đây bạn Lê Tuấn Anh này đến lấy đồ này. Đây bạn Dương Nguyễn này. Không lên nổi cá, chỉ là quảng cáo bán hàng một lần, không có lần thứ hai. Nhưng mà xin lỗi bạn chưa lấy được bất cứ một cái gì của tôi cả. Cả cái sốc hóa đơn đây tôi mới cả. Đây may là cũng có anh em đến lấy đủ câu đây. Hai anh em ngồi dở hết cả hóa đơn đây xem. Bạn không mua, chưa mua bất cứ một cái gì của tôi cả. Cái điện thoại đuôi 922 đúng không? Tôi không muốn công số điện, không công bố số điện thoại của bạn này. Đây, đây là hóa đơn anh em nhìn từ hôm 25, chính là ngày hôm nay này, hôm đầu tiên này. Tính ra hôm nào tổ chức vào thứ bảy cho đây. Đến hôm mùng 8 tháng 4 này. Mùng 8 tháng 4 đến hôm nay là 25 tháng 4. Tính ra thời điểm từ lúc tôi bán đến giờ chưa được một tháng đây. Đuôi điện thoại 922. Anh em thử xem hộ tôi cái, xem ở đây có cái đuôi điện thoại là 922 không cái. Này 120 này. Thực ra anh em vừa ngồi xem rồi, đây tôi dở để cho anh em biết thôi. 648 này. 3 con 9 này. 129 này. 569 này. À 659 này, 1984 này. À, 282 2826 684. Ôi trời mờ thế nhỉ. Đây cũng 684 này, ông Nguyễn Phước Kha này, ông này. Ông này còn bị âm tiền với cả cái ông này. 072 667 930 075 848 1999 0957 164 377 360. Mình làm cái gì nó cũng phải rõ ràng. Lấy đồ của mình là lấy đồ của mình, không lấy đồ của mình là không lấy đồ của mình. Mà ví dụ mình không bán cho là không bán cho. Cái gì nó đi cái đấy, mang tiếng chết. Tại vì sao có những cái bạn mà mua lăng xê rồi đấy. Mình cho một gói, đây có cái bạn Thủy ở dưới Thanh Hóa cũng có biết. Ở bạn đấy là làm thầy giáo thì phải. Mình cho một gói nhỏ đấy về hướng dẫn đánh rồi mà đánh không lên. Không lên, không bảo mình mà trộn thêm một cân để bán mình, không có trộn. 352 097 39 308 590 123 129 768 Hồ Chí Minh. Ông đây là Nguyễn Hoàng, còn đây là bạn Dương Nguyễn cơ. Bạn này là cái gì, Nguyễn Dương ấy cơ. Bạn này loanh quanh không biết làm sao, tôi quên, tôi chết rồi, làm sao quên không ghi số điện thoại của ông này. Không biết ở bao bì có in không cơ. Tí thử gọi thử ông này xem đã nhận được chưa. 360 998 998. Bạn này mà đánh, anh đánh bạc được 6 điểm. 259 mấy toàn 6. 083 này, đấy hết sạch, nó không có bất cứ một cái số điện thoại nào của bạn Dương Nguyễn này. Rồi tôi cho xem anh em xem luôn cái số điện thoại của bạn Dương Nguyễn, không lại bảo tôi lôi điêu. Đây số điện thoại của bạn đây đây. Không có bất cứ một cái số nào trùng với cả cái số này. Vừa xong tôi còn gọi điện thì không nghe máy, còn đụng úp vào cái loa gì đấy để cho nó kêu xịch 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 cơ. Mà nghe máy nhưng mà không không trả lời. Bây giờ tôi gọi cho anh em xem nhé. Đây này, đây có bạn Lê Anh Tú đây này, qua đây này này, chứng kiến này, không có lại bảo tôi lôi điêu. Cái ông mua được đồ xong mà quay ra xỏ xiên, không lên nổi cá. Bán cho bạn bao giờ đâu mà bạn lên nổi cá. À, đấy, thấy không? Người dùng bận này. Đây, đây. Nói cái xong là gọi điện không dám nghe máy luôn. Kêu người dùng bận luôn đây. Xem nhắn tin cái gì. Tôi không thể nói chuyện bây giờ, tôi sẽ sớm gọi lại cho bạn. Giờ này nói thẳng ra không phải cái giờ làm việc. Đây Dương Nguyễn thì biết nhá, tôi không thể nói chuyện bây giờ, tôi sẽ sớm quay lại. Lần trước ấy thì nghe máy thì xong là úp vào cái loa gì đấy, nhạc sầm 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 ấy. Ê, đây 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 đây, chè đây, chè mới đây, đổ cái chè cũ đi đây bạn. Okay. Đây xong rồi vừa xong thì lúc đầu tiên thì gọi điện nghe máy xong úp vào cái loa nào kêu sầm 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 ấy. Giờ này không nghe được máy, giờ này là 6:13 buổi tối rồi, giờ này làm cái gì.
Đây Dương Nguyễn đây. Thực sự là tôi cũng có một lần tôi gọi điện cho bạn này rồi. Bạn mới bảo bạn ấy lấy cái gì đấy thì không biết, nhưng mà thực sự là không chuyển tiền cho tôi, không tôi cũng không gửi bất cứ một cái gì cho bạn này cả. Bạn này không lấy được bất cứ một cái gì của tôi cả. Đấy mà đã lên trên đây nói này. Không lên nổi cá chỉ là quảng cáo bán hàng. Một lần không có lần thứ hai. Thôi xin lỗi bạn này, số điện thoại bạn này nói thật cũng chả có cái gì mà để nói chuyện bạn này cả. Đây may có anh em Lê Anh Tú này qua chơi này. Đấy, qua lấy đồ nhá, qua lấy đồ lăng xê, qua lấy mồi câu nhá. Không có anh em lại bảo thằng này luyên thuyên vớ va vớ vẩn. Rồi ok. Ôi giời mệt lắm, tôi vẫn để cái bình luận này đây, ngày mai tôi mới xóa, tôi mới chặn cơ. Đây cho anh em xem có lại bảo tôi lỗi nhiều. Ok, cái gì tôi làm cái gì là chắc chắn, nó phải chuẩn 100%, không vớ va vẩn được. Không có lại mang tiếng của tôi. Ok.